Một lần nữa xin cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của quý vị. Tiếp theo sau đây, chị Mỹ Lan sẽ mở đầu cho phần tin Việt Nam. Thưa quý vị, số ca nhiễm COVID-19 ở Sài Gòn thực tế tăng hơn 40%. Giới chức thẩm quyền Cộng sản Việt Nam tại Sài Gòn vừa lên tiếng yêu cầu cấp trên của họ thừa nhận số ca nhiễm COVID-19 đầy đủ tại thành phố lớn nhất Việt Nam trước khi công bố bức tranh toàn cảnh về làn sóng đại dịch thứ tư bùng phát vào cuối tháng 4 vừa qua cho đến nay. Quyết định trên có thể làm tăng tổng số ca nhiễm COVID-19 tại Sài Gòn lên hơn 40%. Thưa quý vị, Sài Gòn là thành phố 9 triệu cư dân đã chịu ảnh hưởng nặng nề vì đại dịch, chiếm 80% trong tổng số hơn 756.000 ca nhiễm COVID-19 ở Việt Nam, với hơn 18.500 người chết. Báo Tuổi Trẻ dẫn lời một viên chức của Sở Y tế Sài Gòn xin được giấu tên, cho biết khoảng 150.000 người đang được điều trị nhưng chưa bị xét nghiệm COVID-19. Hôm qua, Việt Nam ghi nhận hơn 10.000 ca nhiễm COVID-19. Sài Gòn vẫn chiếm số ca nhiễm cao nhất, kế tiếp là Bình Dương và Đồng Nai. Khu trục hạm của Anh Quốc băng qua eo biển Đài Loan để đến Việt Nam. Thưa quý vị, khu trục hạm Anh Quốc HMS Richmond hôm qua đã đi qua eo biển Đài Loan để đến Việt Nam. Sự kiện này đã làm Bắc Kinh tức giận vì phía Anh Quốc muốn thể hiện quyền tự do hàng hải, trong khi Trung Quốc cho đó là lãnh hải thuộc chủ quyền của họ. Suốt 2 năm qua, Hải quân Anh Quốc không hề đưa chiến hạm đến khu vực trên, mặc dù chiến hạm của Hoa Kỳ thường xuyên đi qua eo biển Đài Loan hàng tháng, bất chấp sự phản đối của nhà nước Bắc Kinh. Tuy nhiên, nay thì lần đầu tiên sau 2 năm, chiến hạm của Anh Quốc sử dụng con đường trên để đến Việt Nam. Đây là lần đầu tiên sau cuộc đối đầu đầy căng thẳng giữa hai quốc gia hồi năm 2018. Hồi đầu tháng này, HMS Richmond đã thu thập được bằng chứng cho thấy hoạt động của các thương thuyền vi phạm lệnh trừng phạt của Liên Hiệp Quốc đối với Bắc Hàn vì chương trình vũ khí hủy diệt hàng loạt và hỏa tiễn đạn đạo. Hà Nội cho người dân chơi thể thao ngoài trời theo nhóm không được quá 10 người. Thưa quý vị, bắt đầu từ ngày mai, Hà Nội sẽ cho phép người dân tham gia các hoạt động thể dục thể thao ngoài trời, cũng như cho mở lại các trung tâm thương mại, cửa hàng bán mỹ phẩm và quần áo thời trang. Giới chức thẩm quyền Cộng sản Việt Nam tại Hà Nội hôm nay ban hành quy định nêu trên, nhưng hạn chế số tụ tập theo nhóm không được quá 10 người. Các nhà hàng, cửa hàng chỉ được phép cung cấp thực phẩm và thức uống mang đi. Đồng thời, người dân tại các địa phương được yêu cầu đeo khẩu trang và giữ khoảng cách xã hội. Trong khi đó, thì Sở Y tế Hà Nội được yêu cầu mở các cuộc xét nghiệm COVID-19 từ 2 cho đến 3 ngày một lần tại các khu vực nguy cơ cao vẫn còn bị phong tỏa. Thưa quý vị, Hà Nội đã ghi nhận 4.200 ca nhiễm COVID-19 kể từ khi làn sóng đại dịch thứ tư bùng phát tại Việt Nam cuối tháng 4, chỉ nới lỏng các biện pháp hạn chế bắt đầu từ ngày 21 tháng 9 sau khi trải qua khoảng 2 tháng phong tỏa nghiêm ngặt. Khoảng 5.8 triệu cư dân thành phố, hơn 8 triệu dân đã được tiêm vaccine COVID-19 liều đầu tiên và khoảng 1 triệu người đã được tiêm đầy đủ. Và sau đây là bản tin cuối của ngày hôm nay. Thưa quý vị, Bamboo Airways và SFO thỏa thuận khởi động các chuyến bay nối Việt Nam và Hoa Kỳ. Đại diện hãng hàng không Việt Nam Bamboo Airways và phi trường San Francisco hôm qua đã ký kết biên bản ghi nhớ cho phép khởi động các chuyến bay thẳng nối Việt Nam và Hoa Kỳ theo lịch trình. Theo biên bản ghi nhớ, thì hãng hàng không Bamboo Airways sẽ bắt đầu thực hiện thường xuyên các chuyến bay thẳng từ phi trường Tân Sơn Nhất của Sài Gòn đến San Francisco sử dụng Dreamliner 787-900 với số chuyến bay tăng lên hàng ngày dựa vào nhu cầu của thị trường và sự chấp thuận của chính phủ Hoa Kỳ. Wow, vậy là từ nay bay một là chỉ có 12-13 tiếng thôi. Yeah. Không còn phải ngừng sang một cái nước khác, mất rất là mất thời giờ. Dạ. Yeah. Mà chỉ có từ Việt Nam qua Mỹ thôi mà không có chuyến bay từ Mỹ về Việt Nam hả chị?
Cái đó không biết Ừ, ha. em không biết ha. Không, chắc phải có chứ. Không, hình như là từ đã như là bạn ghi nhớ là hai bên từ Việt Nam bay qua đây, từ đây cũng bay thẳng về Việt Nam chứ. Ồ vậy hả chị? Dạ. Như vậy Ok. thì sắp tới thì đi về Việt Nam thì nó dễ dễ dàng hơn. Em nghe nói bây giờ về Việt từ Mỹ về Việt Nam cách ly có 7 ngày thôi. Đúng rồi. Dạ, thời gian Dạ, ngắn hơn. mà cái điều kỳ lạ một điều là cái Bamboo Airlines này nè là một cái hãng hàng không mới có sau này, nhưng mà lại là một cái hãng hàng không lại là bay trực tiếp như vậy, lần Bay đầu tiên. thẳng. Chứ ngày xưa Việt Nam Airlines đâu có chuyến bay Đúng thẳng rồi, đâu, đúng đúng nhưng đúng. mà Bamboo Airlines mới có sau này mà lại được bay thẳng ra. Ừ, hay quá. Cũng hay ha. Dạ. Kính thưa quý vị, bản tin vừa rồi cũng đã chấm dứt chương trình tin tức và thời sự của hệ thống truyền hình VBS. Chị Mỹ Lan và Hoàng Dung xin chân thành cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của quý vị. Chúc quý vị lúc nào cũng nhiều sức khỏe và bình an. Hẹn gặp lại quý vị trong bản tin kỳ tới. Xin kính chào và tạm biệt quý vị.